Chính phủ Brazil tuyên bố đã gần đạt được cam kết khắc phục vụ vỡ đập từ công ty khai thác mỏ Samarco. Trước đó, thì Bộ Môi trường Brazil đã kiện công ty này sau sự cố vỡ đập khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Theo cam kết sắp đạt được, chính phủ Brazil sẽ nhận được 4,8 tỷ đô la Mỹ từ công ty khai thác mỏ Samarco, đơn vị liên danh giữa tập đoàn Vale SA của Brazil và BHP Billiton của Úc. Đây dự kiến sẽ là khoản chi phí mà Samarco bồi thường cho những thiệt hại sau sự cố vỡ đập nghiêm trọng tại khu khai thác mỏ của công ty vào tháng trước. Động thái này của Samarco không chỉ giúp bù đắp những thiệt hại sau sự cố, mà còn thể hiện thái độ tích cực của công ty trong việc khắc phục những tác động xấu đến môi trường. Ước tính vụ vỡ đập tại khu khai thác mỏ của Samarco hồi năm ngoái đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước quanh khu vực có dòng chảy ra Đại Tây Dương. Sau khi đạt được thỏa thuận bồi thường thiệt hại, Samarco sẽ được phép hoạt động trở lại với sự đồng ý của chính phủ.